Thưa quý vị, tăng ni thực hiện cấm túc tại các chùa, các cơ sở tự viện không đi ra ngoài nếu không thật sự cần thiết cho tới ngày 15 tháng 4. Với đồng bào Phật tử thì thực hiện khẩu hiệu ai ở nơi nào ở yên chỗ đó, tôi ở nhà cầu an cho bạn. Đây là những nội dung quan trọng được đưa ra trong đợt cao điểm phòng dịch COVID-19 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ghi nhận tại các cơ sở thờ tự Phật giáo hiện nay. Đóng cửa từ phía ngoài, thông báo cho Phật tử và người dân địa phương về quy định đóng cửa chùa để phòng chống dịch COVID-19. Phía trong cánh cửa ấy, những lời kinh cầu bình an cho mọi người vẫn vang vọng mỗi ngày. Thời khóa lễ của chùa Phụng Thánh cũng được giữ như thông lệ để hồi hướng cầu nguyện bình an cho nhân dân, có đủ sức khỏe, nghị lực, sự lạc quan và sự quyết tâm cho các y bác sĩ, nhân viên y tế, các chiến sĩ, các lực lượng khác nhau và tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch. Chùa Phụng Thánh cũng như là các chùa trong quanh đây, thứ nhất là cũng đóng cửa chùa vào và khuyến cáo các Phật tử hãy vì Phật Pháp mà tụng kinh tại nhà, tại chỗ và không ra ngoài đường. Nhà chùa cũng ngồi tại chỗ, tại nơi, nên tam bảo hướng lên cầu chư Phật để cầu bình an cho toàn thể nhân dân, được quốc thái nhân an, đẩy lùi dịch bệnh. Ủng hộ chủ trương của Trung ương Giáo hội về việc tăng ni cấm túc tại chùa, tự viện phòng COVID-19, chư Tăng đang tu học tại chùa Hè Nhai cũng không di chuyển đi đâu. Tất cả dành thời gian đọc tụng kinh dược sư, các kinh cầu an cho nhân dân mỗi ngày. Thì chùa Hè Nhai cùng chư Tăng Phật tử ở Tổ đình Hồng Phúc Hè Nhai cũng đã chấp hành đúng theo những cái quy định của cái công văn Ban trị sự Phật giáo Việt Nam đã đề ra là ngừng hết tất cả các hoạt động từ sinh hoạt các đạo tràng, các lớp học cho đến cái việc làm từ thiện hàng tuần. Tổ đình Hồng Phúc Hè Nhai đã làm và sáng chủ nhật cũng tạm dừng hết. Trong truyền thống Phật giáo, dược sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải từ tật bệnh, cầu nguyện bình an cho cá nhân, gia đình, dân tộc và xứ sở. Đức Phật dược sư với tâm đại bi, vị tha vô lượng, bằng mọi phương tiện muốn làm lợi lạc cho chúng sinh, muốn thành tựu mọi sở nguyện cho những ai biết đến và thường tôn xưng danh hiệu của Ngài. Việc cầu nguyện Đức Phật dược sư có năng lực mãnh liệt không chỉ là một điểm tựa tinh thần vững chắc, mà còn là con đường đưa tới an lạc, chấm dứt khổ đau. Tụng kinh dược sư để cầu đảo bệnh. Nếu mà trong cái thời dịch này là dịch viêm phổi cấp, theo cái phần tâm linh, nếu mà chúng ta chưa mắc cái viêm phổi cấp đó thì tụng kinh dược sư để cầu làm sao? Cầu an cho chúng ta không bị nhiễm, cầu an cho gia đình chúng ta không mắc phải cái đại dịch đó. Và nếu có ai bị mắc thì cầu cho thoát khỏi cái bệnh tật này. Đó. Cầu làm sao cho mau chóng khỏi bệnh. Dược sư đó là cái thầy thuốc. Mặc dù cửa chùa đóng, nhưng chư Tăng Ni cả nước bằng nhiều hình thức đã nhắc nhở Phật tử thành tâm lễ Phật tại nhà, cầu nguyện bình an cho gia đình và mọi người vượt qua dịch bệnh theo đúng khẩu hiệu mà Trung ương Giáo hội đề ra. Tôi ở nhà cầu an cho bạn.